cuối cùng cũng tới rồi. Xung quanh lùm cây không, Linh cùng lại xin chào cả nhà. Thì Linh đang đi vừa mới băng qua một cái đám lùm sậy và mới vô được cái ngôi nhà bỏ hoang. Thì cái ngôi nhà này á là cái nhà mà của một cái người ngày xưa là nghiện chơi số đề và hay là đi cầu số ở những cái nơi rất là linh thiêng. Thì ông này được đi cầu á số những cái nơi linh thiêng một thời gian á, thì về nhà bị những cái vong hồn vong linh quật, cho nên là sinh ra là điên điên khùng khùng luôn. Thì nãy giờ Linh đi tìm hiểu những cái người bà con sinh sống gần cái khu vực ngôi nhà hoang này, thì người ta kể là ngôi nhà này bỏ hoang cách đây cũng khoảng 13-14 năm rồi, từ khi mà cái người đàn ông ở trong đây nghiện số đề rồi bị tâm thần bỏ đi, cho tới ngày hôm nay là cũng 13-14 năm thì không có ai dám lui tới cái ngôi nhà bỏ hoang này từ khi mà ổng bỏ đi hết. Cả nhà cũng dòm thấy là cái đường Linh vừa mới băng qua nó rất là tùm và hầu như là không có dấu hiệu của cái người nào dám bén mảng vô cái ngôi nhà này một lần nào hết. Thì bây giờ Linh mời cả nhà cùng đồng hành với Linh vào bên trong cái ngôi nhà bỏ hoang này để khám phá và cũng như là xem lại trong đó còn sót lại những cái đồ đạc vật dụng gì hay không, và có những cái điều gì tâm linh bí ẩn hay không nha. Thì đây chính là cái khung cảnh của cái ngôi nhà. Ngôi nhà hình như là Linh nhìn thấy là có một cái gác ở trên nữa hay sao á. Ôi ôi, bây giờ cái chỗ này nó tùm, xung quanh là rừng cây không à. Cái đường đi vô thì nãy cả nhà cũng thấy rồi, là phải chui qua nguyên một cái rừng sậy nè, rồi mới vô được tới trong này. Quá trời âm mưu luôn. Dây leo nó bò chằng chịt hết luôn cả nhà ơi. Rồi. Đây. Ở ngoài nhìn vô thì đã thấy là bên trong đó có một cái cầu thang dẫn lên trên gác ở trên. Nhưng mà cái phần nóc ở trên hình như là nó bị mục rồi, nó rơi xuống, những cái tấm tôn nó rơi xuống hết rồi. Rồi coi bên hông, bên hông thì tôn nó mục, nó rơi xuống hết trơn luôn cả nhà ơi. Thì cái người đàn ông mà ma đề rồi bị nghiệp quật thì đã bị tâm thần đi lang thang, không biết là hiện tại là bây giờ là ổng đang ở đâu nữa. Và cái ngôi nhà này đã được bỏ hoang 13-14 năm nay và không có ai dám bén mảng vô đây hết. Thì cả nhà cũng dần thấy cái đường đi vô Linh vừa mới băng qua là nguyên một cái rừng, và hầu như là con đường này không có một ai dám lui tới đây hết, cho nên là cây cỏ nó bao phủ hết cái chỗ này y như là một cái đám rừng. Thì cái không gian ở bên trong đây nè, nhà thì bây giờ là cái nóc nó bị sập luôn rồi, do bỏ hoang lâu năm quá cho nên là mấy cây đòn tay kèo gì nó bị sập hết trơn rồi, tôn nữa. Không biết là cái cầu thang này còn Linh đi lên được hay không, thì Linh sẽ đi một vòng ở dưới đây khám phá xem là còn những cái vật dụng hay là đồ đạc gì hay không. Rồi sẽ thử đi lên cây cầu thang này xem là có lên trên đó được hay không. Cái gác ở trên thì nó mục hết rồi. Trước nhà còn một cái bàn thờ nè, cộng thêm một cái bàn thờ ở dưới đây là một cái trang thờ thần tài thổ địa gì dưới này, còn cái bát hương nữa. Trang thờ thì mục nát hết rồi. Cái phần gác ở trên đây nó
mấy cái cây gỗ làm đà nè, nó mục hết trơn luôn rồi cả nhà ơi. Không biết là ở trong đây ban đêm nó gùm gợn tới cái nào á, do là ngày xưa cái người chủ ở trong đây là cái ông bị tâm thần nghiện ma đề á, là thường xuyên đi những cái nơi mà tâm linh để mà cầu xin số rồi về nhà đánh lô đề, cho nên là nhiều lần quá và bị những cái vong hồn vong linh đó, ở những cái nơi khác theo và giật, cho nên là ổng bị tâm thần luôn. Thì lâu ngày quá trời á thì những cái vong hồn đó là xui khiến ổng, cho nên là ổng bị tâm thần rồi bỏ đi, bỏ nhà bỏ đi cho tới ngày hôm nay luôn. Rồi đây là cái toilet nè, cái không gian ở trong này nói chung là nó không còn gì diễn tả nữa, nó quá trời âm u rồi cả nhà. Mặc dù là ngôi nhà hiện tại là nó bị đổ nát hết rồi, phần mái ở trên đó nó cũng bị sập luôn. Đó, cửa sổ nè nó rất là gùm gợn luôn. Không biết là trong đây còn sót lại những cái gì tâm linh hay là những cái đồ dùng gì đó có liên quan tới cái người đàn ông mà ngày xưa đi cầu số ở trong đây hay không. Rồi cái cảnh nhà không còn gì để hoang tàn hơn, quá trời luôn. Dưới đây là cái gian bếp nè, mà còn một cái bếp lò luôn á cả nhà. Đây, cái gian bếp này là còn một cái lò ở đây nữa. Và cái nhà, cái ngôi nhà này là Linh phát hiện là có hai cái toilet. Đó, phía bên đây là một cái toilet nữa nè. Bây giờ là bị lá cây nó vùi lấp luôn rồi, không còn nhìn ra nữa. Và dưới chỗ này còn một cái bếp lò bằng bê tông hay là bằng đất gì đây. Cái bếp lò còn nằm nguyên ở trên đây luôn. Và cỏ nó cũng đã từng mọc lên đây tùm, rồi bây giờ là già quá nó chết đi luôn. Thì chứng tỏ là cái nơi này nó bỏ hoang rất là lâu năm rồi. Thì Linh đã đi hỏi thăm vòng vòng xung quanh những cái người bà con sinh sống ở gần đây, thì họ nói là từ khi mà cái ông mà chủ cái ngôi nhà này là nghiện đề bị tâm thần bỏ đi cho tới ngày hôm nay là cũng 13-14 năm rồi, và không có một lần nào quay lại đây hết, đi lang thang khắp chốn, không biết là tung tích đi đâu về đâu nữa. Thì hiện tại là ngôi nhà nó như thế này và không có một ai dám bén mảng vô đây để mà tìm hiểu như khám phá hết. Thì ngày hôm nay Linh cũng đã rất là may mắn được biết tới cái ngôi nhà này và được vào tới tận trong đây để mà khám phá cái ngôi nhà bó hoang của cái ông ma đề này. Đó, cái không gian là cả nhà rất là gùng gợn luôn. Bây giờ Linh sẽ thử xem cây cầu thang này nó còn chắc hay không để mà bước lên xem thử có được hay không, mà Linh nghĩ là khả năng cao là không có bước lên được rồi. Đây nè, rồi nó mục rồi cả nhà ơi. Đây là cái dấu mục nè, mối mọt nó ăn nè. Bây giờ Linh sẽ cố gắng đi ở một bên để xem là có bước lên trên được hay không. Rồi, khá là hồi hộp. Thì cái phần ở trên á, Linh nghĩ là không có còn gì hết trên nóc này nè. Tại vì cái gác này nó đã bị mục và những cái phần dán ở trên nó rơi xuống rồi. Bây giờ Linh cũng không dám bước lên cao nữa, sợ nó gãy một cái là xong luôn. Linh sẽ đưa cam lên trên đó để ghi hình
xem là trên đó có đồ đạc vật dụng gì hay không nha. Mà Linh nghĩ là không còn gì đâu. Đó, đây là khung cảnh cả nhà. Khung cảnh ở trên gác nè. Trời ơi trời, toàn đồ nó rớt xuống rồi. Khá là mu luôn. Cái cây cầu thang này hiện tại là Linh không dám đi lên đâu. Tại vì tới đây nè, có cái cửa sổ nè, để mà nắm được. Và cầu thang này thì nó không có tải định đó, nó mục à. Cho nên là Linh không dám bước lên cao quá. Bước lên tới đó mà nó gãy ngang thì không có gì bám, cái là té. Té xuống rồi xong luôn. Chỉ có nước lết ra cả nhà. Không gian nó không có còn gì để diễn tả khi mà vừa mới băng qua một cái đám lùm rừng sậy rồi đi vô đây đụng cái ngôi nhà bỏ hoang này. Xung quanh thì cái hoàn cảnh là rừng cây xong rồi, rất là rùng rợn luôn. Nhà này là chỉ có hai cột nhưng mà là một kèo giữa nè, xuyên tâm. Và hình như là phía sau này là có một cái máy tiền chế ra nữa, nhưng mà hiện tại là đã bị tháo dỡ, cửa nẻo đồ cũng bị trộn vô đục và lấy đi hết rồi. Ngôi nhà nhìn khá là âm mưu luôn. Thì từ khi ngày mà ông chủ nhà ở đây nghiện ma đề và bị tâm thần rồi bỏ hoang cho tới ngày hôm nay là không có một ai dám lui tới đây luôn. Thì cả nhà vừa thấy là cái đường đi vô nãy á, là Linh đi vô á, thì cả nhà cũng biết rồi là cây cỏ nè nó chùm lên bao phủ bích cái đường luôn và không có dấu hiệu là có người lui tới đây, khá là rùng rợn. Nhưng mà do là cái ngôi nhà nó không còn những cái đồ đạc vật dụng gì tâm linh nhiều cho nên là nó cũng còn đỡ một xíu, chứ nếu mà trong đây còn nhiều đồ đạc vật dụng thì nó sẽ khá là ớn và gây là có thể là gây ám ảnh luôn. Tại vì những cái người mà đi cầu số rồi đó cả nhà, thì những cái người đó thiên về những cái đồ đạc vật dụng tâm linh rất là nhiều và họ đem đi để cầu số. Thì không biết là sau này ông này nó ông bị nghiệp quật như thế nào rồi bị tâm thần luôn nó, cho nên là bỏ đi cái ngôi nhà bây giờ nó hoang tàn rất là đáng sợ. Thôi khi bây giờ Linh quay trở ra rồi nha, thì Linh cũng xin tạm những cái video tại đây nha. Nãy giờ thì cũng đi vô trong cái ngôi nhà này khám phá một vòng rồi, thì bây giờ Linh quay trở ra và Linh xin kết thúc video tại đây. Nếu mà cả nhà xem được cái video này hãy cho Linh xin một like như là một chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ Linh có động lực khám phá những cái nơi mới tiếp theo hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.